trở lại với diễn biến mới nhất tại thủ đô Hà Nội. Mới đây Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đang tập trung xây dựng phương án để mở lại các loại hình vận tải hành khách công cộng và liên tỉnh theo từng giai đoạn. Thông tin trên được ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nêu lên tại cuộc họp trực tuyến về công tác vận tải, lưu thông hàng hóa trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Ông Long cho biết, Hà Nội vẫn tăng cường công tác kiểm tra các phương tiện qua chốt kiểm soát dịch bệnh của thành phố, qua đó phát hiện rất nhiều trường hợp lái xe có giấy xét nghiệm hết hạn nhiều phương tiện không đủ điều kiện để lưu thông nên buộc phải quay đầu. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải lưu ý, nếu doanh nghiệp và lái xe không thực sự nghiêm túc và nêu cao ý thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật và quy định phòng chống dịch COVID-19 thì cũng sẽ là nguyên nhân gây nên những cản trở trong việc lưu thông hàng hóa. Hiện nay, Công an thành phố Hà Nội đang xây dựng triển khai hệ thống camera quét mã tự động tại 23 chốt kiểm soát. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang tập trung xây dựng phương án để mở lại các loại hình vận tải hành khách công cộng và liên tỉnh theo từng giai đoạn, phù hợp với các quy định về kiểm soát dịch bệnh của ngành y tế đối với hành khách và người điều khiển phương tiện, ông Long cho hay. Trong bối cảnh các địa phương đang chuẩn bị kịch bản nới lỏng giãn cách và các quy định phòng chống dịch để thống nhất phương án tổ chức vận tải trong tình hình mới, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ giao các cơ quan trực thuộc xây dựng kịch bản phương án tổ chức giao thông, tổ chức vận tải trên cả 5 lĩnh vực giao thông vận tải để hướng dẫn triển khai thực hiện trong tình hình mới, với tinh thần khẩn trương, nghiên cứu kỹ lưỡng mọi mặt, đánh giá kỹ mọi tác động. Phương án tổ chức giao thông lần này sẽ lấy ý kiến của các bộ ngành và các địa phương. Sau khi thống nhất, các bộ ngành địa phương phải nghiêm túc triển khai theo nguyên tắc chung, không được tạo ra bức xúc đối với người dân và doanh nghiệp, Thứ trưởng Giao thông Vận tải nói. Ông Lê Đình Thọ cũng yêu cầu các sở giao thông vận tải phải sẵn sàng phương án góp ý vào kế hoạch của Bộ trong đó phải chú trọng xây dựng phương án tổ chức giao thông kết nối với các ga, bến cảng, bến xe và cảng hàng không, tổ chức giao thông đối với các phương tiện cá nhân. Đề nghị các cơ quan chức năng ngăn chặn quyết liệt hơn nữa hiện tượng các phương tiện có giấy nhận diện ưu tiên để chở người và hàng hóa trái phép, phải có biện pháp mạnh, xử lý nghiêm đối với những doanh nghiệp lái xe cố tình vi phạm, Thứ trưởng Lê Đình Thọ nhấn mạnh. Chúng tôi xin vui mừng thông báo tới quý vị về thông tin 19 quận huyện bình thường mới không kiểm soát giấy đi đường. Như thông tin đã đưa, Hà Nội vừa có quyết định những địa bàn không phát sinh ca mắc COVID-19 ở cộng đồng kể từ ngày 6 tháng 9 được phép mở lại một số hoạt động kinh doanh, trong đó có việc hàng quán ăn được bán mang về. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 6 tháng 9 đến nay có 19 quận huyện không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, gồm có Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, ứng Hòa, Tây Hồ. Sáng ngày 16 tháng 9, trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn thông tin. Sau khi thành phố quyết định nới lỏng một số hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, việc kiểm tra, kiểm soát giấy đi đường sẽ được điều chỉnh theo hướng thuận tiện hơn cho người dân. Ông Sơn cho biết, người dân khi di chuyển trong các khu vực vùng xanh, gồm 19 quận huyện thị xã, trong trạng thái bình thường mới theo đánh giá của Sở Y tế sẽ không phải xuất trình giấy đi đường. Tuy nhiên, ở vùng đỏ, người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định giãn cách theo chỉ thị 16, chỉ ra đường khi thật cần thiết và phải kiểm soát chặt, phải có giấy đi đường. Trong vùng xanh theo nguyên tắc được nới lỏng đi lại, còn trong trường hợp họ đi sang vùng đỏ, đi xuyên các vùng thì mới tiến hành kiểm soát việc đi đường, ông Sơn nói. Về việc người dân từ vùng xanh sang vùng đỏ hay từ vùng đỏ sang vùng xanh sẽ thực hiện như thế nào? Và người dân ở vùng đỏ có được mua hàng bán mang về ở vùng xanh không? Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, về nguyên tắc, người dân ở vùng đỏ đi xuyên vùng phải có giấy đi đường theo quy định. Nếu có giấy đi đường được cấp theo quy định thì có thể đi xuyên vùng, Tuy nhiên, việc kiểm soát sẽ phải thực hiện rất chặt chẽ. Ở đây, tùy thuộc vào tình hình các quận huyện thị xã sẽ có hướng dẫn cụ thể. Ông Sơn thông tin, liên quan đến các chốt kiểm soát ở vùng xanh có cần phải duy trì nữa không? Ông Sơn cho hay, thời gian tới thành phố sẽ giảm dần các chốt kiểm soát ở những khu vực không cần thiết, các chốt nội bộ mà chỉ kiểm soát ở các khu vực giáp danh vùng. Đối với các chốt khu vực dân cư tự quản tại vùng xanh, theo xu hướng sẽ dỡ dần vì người dân được đi lại rồi nên không cần thiết nữa, tuy nhiên sẽ phải phụ thuộc vào tình hình dịch. Trong trường hợp nếu xuất hiện vấn đề liên quan đến dịch tễ phức tạp thì phải khôi phục lại các chỗ này. Còn quan trọng nhất là việc kiểm soát đi lại giữa các vùng và đặc biệt là vùng đỏ vẫn phải duy trì giãn cách, kiểm soát chặt chẽ, Phó Chủ tịch Hà Nội nêu. Thưa quý vị, sau một tuần phân thành 3 vùng, vùng xanh, vùng cam và vùng đỏ để phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, những vùng xanh an toàn với dịch bệnh của Hà Nội đã khẩn trương tập trung khôi phục các hoạt động dịch vụ, kinh doanh sản xuất hướng tới trạng thái bình thường mới. Để không phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội, giảm áp lực an sinh và những gánh nặng cho doanh nghiệp và người dân, sau chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành chỉ thị 20, trong đó quyết định chia mức độ giãn cách thành 3 vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch COVID-19 và đặc điểm địa lý, dân cư, sinh hoạt, sản xuất. Theo đó, ngoài vùng đỏ vùng 1 tiếp tục tập trung ưu tiên cao nhất cho việc phòng chống dịch, hai vùng cam vùng 2 và vùng xanh vùng 3, tính toán kỹ lưỡng để vừa thích ứng với phòng dịch, vừa tập trung tháo gỡ các hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh theo nguyên tắc chỉ thị 15 cộng. Các chuyên gia cho rằng việc thành phố Hà Nội áp dụng giãn cách xã hội theo 3 vùng, vùng đỏ có mức nguy cơ cao, vùng cam có mức nguy cơ và vùng xanh có mức độ bình thường mới là đúng đắn để thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế, không để đứt gãy vùng sản xuất việc chia vùng của hà nội là linh hoạt sáng tạo dựa trên lợi thế địa lý để tăng cường phòng chống dịch bệnh đảm bảo sản xuất sinh hoạt Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương phải chủ động xây dựng phương án để phục hồi kinh tế, dịch vụ để đến khi thành phố có quyết định nới lỏng giãn cách xã hội thì bắt tay ngay vào triển khai. Đối với vùng cam và vùng xanh, thành phố yêu cầu chính quyền địa phương phải tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, xây dựng trong điều kiện kiểm soát tình hình dịch bệnh chặt chẽ. Cùng với đó, các quận, huyện, các ngành phải chủ động xây dựng phương án để phục hồi kinh tế, dịch vụ, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nêu rõ, chính quyền phải chỉ đạo sát sao, phải tạo điều kiện cho người dân. Thành phố định hướng phát triển 3 phân vùng, vùng 2 và vùng 3 mở ra rồi thì phải tạo điều kiện cho người dân mới đúng mục đích của thành phố. Sau chỉ thị 20 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, từ ngày 8 tháng 9, các huyện có nguy cơ thấp và có khu công nghiệp lớn của Hà Nội được đồng loạt áp dụng chỉ thị 15, mở đường cho việc khôi phục sản xuất của các nhà máy tại đây. Các khu công nghiệp và cụm công nghiệp của Hà Nội là nơi tập trung nhiều nhà máy sản xuất và thu hút nhiều lao động đến từ các địa phương khác, là bộ phận cấu thành không thể tách rời của không chỉ nền kinh tế thành phố. Các công ty hoạt động trong khu công nghiệp chủ yếu sản xuất, gia công các mặt hàng xuất khẩu, người lao động của các công ty này đã được đi lại bình thường, có ý nghĩa rất lớn cho việc khôi phục lại sản xuất. Việc áp dụng chỉ thị 15, khách hàng không còn rè rặt mà bắt đầu đặt hàng mới, các chuỗi cung ứng được nối lại. Vận chuyển cũng thuận tiện hơn, giúp các công ty dần nối lại hoạt động xuất khẩu hàng hóa. Tạo điều kiện thuận lợi, các huyện vùng xanh như Ba Vì đã mở cửa cho các thương lái vào tiêu thụ nông sản với điều kiện đảm bảo các quy định phòng chống dịch, có giấy chứng nhận test Covid-19 âm tính còn hiệu lực, sản xuất phải an toàn, an toàn mới sản xuất. Cùng với sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương vùng xanh, đã bắt đầu cho phép một số dịch vụ kinh doanh được tái hoạt động huyện gia lâm huyện ba vì là các địa phương đầu tiên cho các nhà hàng quán ăn thuộc vùng xanh mở cửa bán hàng trở lại tuy số lượng chưa nhiều song theo đánh giá chung việc cho phép các nhà hàng quán ăn mở cửa hàng bán lại mang về đã bước đầu tạo tín hiệu tích cực mở ra hy vọng cho người dân sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế đảm bảo cuộc sống và không chỉ đến khi được công nhận là vùng xanh theo phân vùng của thành phố mà trước đó nhiều địa phương đã nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất nhưng vẫn bảo đảm công tác phòng chống dịch an toàn tại huyện hoài đức trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội Huyện đã yêu cầu các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp muốn trở lại sản xuất phải xây dựng phương án sản xuất an toàn 3 tại chỗ hoặc một cung đường hai điểm đến trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Đối với các cơ sở xuất ngoài cụm công nghiệp sẽ do Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phê duyệt phương án sản xuất an toàn. Đáng chú ý các địa phương hiện là vùng đỏ ở Hà Nội nhưng đã sớm tiến hành triển khai xây dựng kế hoạch phục hồi và thúc đẩy kinh tế xã hội, bám sát tiến độ khống chế, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn trước tiên phải làm tốt khống chế tình hình dịch bệnh đồng thời với đó là đẩy mạnh tỷ lệ tiêm chủng cho người dân người lao động đang cư trú trên địa bàn khi thực hiện tốt hai nhiệm vụ trên thì tính tới việc nới lỏng dần các dịch vụ kinh doanh khôi phục kinh tế với những lộ trình ngắn hạn và dài hạn cụ thể phù hợp theo tình hình dịch trên địa bàn theo quyết định của lãnh đạo thành phố có thể nói dù tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội vẫn còn đang diễn biến phức tạp, nhưng với việc phân vùng của thành phố và sự mạnh dạn, sáng tạo của mỗi địa phương trong triển khai thực hiện đang được kỳ vọng sẽ giúp thủ đô khóa nhanh, xóa gọn vùng đỏ, xanh hóa nhanh vùng cam, mở rộng và bảo vệ vững chắc vùng xanh. Thủ đô đang hướng tới trạng thái bình thường mới, phù hợp với diễn biến phòng chống dịch, đặc biệt là kết quả từ hai mũi giáp công rất quan trọng là xét nghiệm và tiêm vaccine phòng COVID-19.